Nhà tôi có nuôi 1.000 gà con được 2 ngày tuổi. Hơn 10 con gà có hiện tượng là sưng khớp chân, gà hơi sốt. Ngoài ra thì không có hiện tượng nào khác. Tôi xin được hỏi nguyên nhân và cách điều trị. Vâng, thưa anh Hải thân mến, câu hỏi của anh đã được chuyên gia Trương Văn Dung trả lời như sau. Vâng, xin chào anh Hải. Thì gà mới có 2 ngày tuổi mà đã có hiện tượng bị viêm khớp chân thì đấy là một điều rất đáng tiếc. Tôi cho rằng là trong cái thời điểm hiện nay là mưa gió nhiều, nhiệt độ nó thay đổi thất thường. Ban ngày thì nhiệt độ có thể cao đến 32, 33, 34, thậm chí 35 độ C. Thế nhưng buổi tối nhiệt độ xuống rất thấp. Nhiệt độ xuống có khi chỉ còn độ khoảng chừng 23, 24 độ thôi. Đấy, như vậy nó không thích ứng được với điều kiện môi trường bên ngoài. Cho nên dẫn đến hiện tượng bị nhiễm các vi khuẩn. Mà cái vi khuẩn ở đây chủ yếu gây hiện tượng viêm khớp ấy là do cái vi khuẩn Mycoplasma, Sinovae hoặc là Staphylococcus ở trong chuồng nuôi. Đấy, cho nên dẫn hiện tượng bị viêm khớp. Mà để lâu ấy thì nó có thể dẫn đến hiện tượng tức là nó đi không đi được, nó quỳ cả gối xuống nó đi. Đấy, thế thì cái hiện tượng như vậy. Thế thì bây giờ để mà giải quyết vấn đề này thì tôi tư vấn cho anh Hải. Trước hết ấy, là anh cần phải điều chỉnh lại cái nhiệt độ chuồng nuôi ở cái thời điểm này. Anh nên điều chỉnh cả ngày lẫn đêm, anh giữ ở cái điều kiện nhiệt độ từ 32 trên 35 độ C, không nên để thấp hơn. Và đặc biệt là anh bổ sung thêm vitamin C, anh kết hợp với đường gluco rồi pha vào nước cho nó uống liên tục. Thế và đồng thời là dùng cái thuốc này, dùng cái thuốc enrofloxacin hoặc là doxycycline kết hợp với tyrosine. Dùng một trong hai cái loại thuốc đó cho nó uống một lần trên ngày và cho uống liên tục trong vòng từ 5 đến 7 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn sản xuất, và cho uống chất điện giải của glucose với vitamin tổng hợp và cho uống thay nước liên tục trong vòng 3-5 ngày. Giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh GT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này nha, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ, này mà không tâm huyết bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệm cá lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm,
chương trình không đem tiền mặt cho anh, à, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Rồi, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác, kia làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn lớn như không què chân không lở rốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.